Ai mà đi du lịch ở đây thì kiếp này coi như bỏ, vì ẩn sâu bên trong những khu rừng rậm rạp có tồn tại những tên sát nhân. Chúng mang vẻ bề ngoài của một con quái vật, bất kỳ ai rơi vào tầm mắt của chúng thì đều không thể chạy thoát. Thủ đoạn ra tay của chúng cũng vô cùng tàn nhẫn. Mỗi khi giết người xong là chúng sẽ chặt xác ra thành từng mảnh nhỏ, phần thì đem đi trưng bày, phần thì đem đi ngâm rượu. Bên này một cặp đôi đang cùng nhau đi leo núi, rất nhanh người đàn ông đã lên được bên trên, liên tục thúc giục bạn gái hãy nhanh chân, nhưng ít kỹ năng cộng với sức yếu nên cô ấy mãi không lên được. Để rồi chỉ ngay sau đó cô đã nhìn thấy bạn trai mình ngã gục xuống, sau đó thì bị ném xuống bờ vực, rồi ai đó đã cầm vào sợi dây kéo cô lên, biết chắc lên đó sẽ chết nên cô đã cắt đứt sợi dây để rơi xuống dưới chỗ xác của bạn trai. Sau cú rơi cô không chết liền bỏ chạy về phía ô tô, nhưng chưa đến nơi thì đã bị vấp vào một sợi dây xích gai. Cái kết là cô đã bị ai đó tóm được và bị giết chết. Ở khu rừng này hàng năm có hàng trăm vụ mất tích nhưng không một ai biết nguyên nhân là do đâu. Bên này thanh niên Paul đang di chuyển gần khu rừng phía trước xảy ra tai nạn đã dẫn đến tắc đường, hỏi thăm thì biết phải vài tiếng nữa mới có thể thông xe, mà Paul không thể chờ được đến lúc đó, vì thế mà anh đã quay đầu xe để tìm hướng đi khác. Anh đã rẽ vào một cung đường đất, lúc này anh đã tìm thấy một trạm dừng chân, ở đó anh đã tìm thấy một tấm bản đồ, từ đó đã phát hiện có một cung đường rừng đi tắt qua khu vực đang bị tắc xe. Anh đã quyết định sẽ đi cung đường đó. Quả nhiên cung đường này vừa vắng vừa khó đi. Trong lúc Paul cúi xuống nhặt đồ rơi, anh không thể quan sát nên đã tông phải một chiếc xe hỏng giữa đường. Chiếc xe đó là của nhóm bạn 5 người đang cùng nhau đi chơi. Họ đã bị hỏng xe do đâm phải dây thép gai, và họ biết được chắc chắn dây thép gai đó là do có người cố tình gài bẫy họ. Xe của Paul cũng đã bị hỏng, vì thế mà anh cùng với 3 người còn lại đi bộ tìm cứu hộ, để lại Lindy cùng với Julian ở lại chồng hai chiếc xe. Nhưng dường như có ai đó đang âm thầm theo dõi họ từ bụi cỏ ven đường. Trong lúc Lindy ở trong xe tìm kiếm vài món đồ, còn Julian ở đằng sau đang làm việc gì đó, nhưng đang nói chuyện bon miệng thì mãi không thấy anh trả lời. Lindy quay lại đằng sau thì không thấy Julian đâu, cô liền xuống xe để kiểm tra, nhưng đã tìm cả mấy vòng nhưng không thấy. Lúc này cô đã nhìn thấy chân giày của Julian ở trong rừng, đến khi vào kiểm tra thì thấy cả một bên tai bị cắt đứt. Cô sợ hãi định bỏ chạy thì đã bị ai đó dùng dây thép gai siết cổ đến chết. Bên này 4 người họ vẫn chưa tìm thấy ai có thể giúp đỡ mình, nhưng quay đi quay lại thì Frank đã không còn thấy cô bạn gái của mình đâu. Điều đó làm anh hoảng loạn sợ cô ấy đã bị ai đó bắt đi, nhưng hóa ra chỉ là Lisa muốn trêu anh mà thôi. Lúc này 4 người họ đã tìm thấy một căn nhà giữa rừng, ở đó có rất nhiều chiếc xe chất đầy ngoài sân. Dường như Hannah đã nhận thấy điểm khác thường, nhưng khi mọi người hỏi thì cô lại không biết đó là gì. Gọi cửa thì không thấy ai trả lời, nó không khóa nên họ đã tự ý vào bên trong, nhưng không biết ngôi nhà này có người ở không, vì nhìn nó bẩn không khác gì một nơi đã bị bỏ hoang cả thế kỷ. Ở đây họ không thấy bất kỳ chiếc điện thoại nào, nhưng họ tìm thấy rất nhiều chìa khóa xe còn mới và cả những trang sức đắt tiền, nên đa số mọi người cho rằng chủ nhân của ngôi nhà này là một tên trộm. Nhưng thứ đáng sợ nhất ở trong căn nhà này không phải là độ bẩn của nó, vì ở đây họ đã tìm thấy rất nhiều các bộ phận của cơ thể người, tim, gan, lòng, mề, đủ mọi thể loại. Thậm chí họ còn tìm thấy một xác chết đang bị đưa đi ngâm rượu, cả một cuộn dây thép gai. Điều đó chứng tỏ chủ của căn nhà này chính là người giăng bẫy làm xe của họ bị hỏng. Ngay lập tức 4 người đã kêu nhau bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời đi thì chủ nhà đã về còn kéo theo cả chiếc xe của họ. Không còn đường chạy, 4 người chỉ có thể tìm chỗ ẩn náu trong ngôi nhà này. Lúc này chủ nhà đã đem mấy cái xác chúng vừa giết về, một trong số đó chính là người bạn Lindy của họ. Mấy người sợ hãi nhưng không dám lên tiếng. Chủ nhà này đúng là mấy gã đồ tể, đã giết xong chúng lại còn dùng dao chặt những cái xác ra thành nhiều khúc, khuôn mặt của chúng cũng ghê rợn không kém, dọa mấy người sợ té đái ra quần. Sau khi xong xuôi, chúng đã chui lên giường đi ngủ. Nhân cơ hội đó, 4 người âm thầm tìm cách thoát khỏi căn nhà này. Họ di chuyển nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động, nhưng Lisa đã vô tình đá trúng chiếc nồi ở dưới đất. May mà chúng ngủ như lợn không bị tiếng động đó đánh thức. Lần lượt từng người thoát ra khỏi căn nhà, đợi khi Paul là người cuối cùng thì anh đã bị chúng phát hiện. Ngay lập tức 4 người đưa theo nhau bỏ chạy, chúng cũng liền lái xe đuổi theo sau. Bọn chúng có tất cả là 3 người và đều là những tên giết người không ghê tay. Lúc này 4 người họ đã chạy đến một bãi xe còn lớn hơn ở nhà chúng. Họ cũng liền hiểu đây chính là xe của nạn nhân đã bị lũ người kia giết, khắp nơi đều bám đầy những vết máu vẫn còn mới nguyên. Lúc này bọn chúng cũng đã đuổi đến đây. Paul dũng cảm nhất và đã xung phong mình sẽ là người đánh lạc hướng chúng, nhưng vừa chạy được một đoạn thì đã bị chúng bắn cho một phát vào chân. Thấy Paul sắp bị tóm, Frank đành chạy theo hướng ngược lại để đánh lạc hướng. Quả nhiên chúng đã đổi mục tiêu sang Frank. Nhân cơ hội đó, hai người phụ nữ đã đưa theo Paul bị trúng đạn rời đi. Họ đã tìm thấy xe của bọn chúng, liền đưa nhau lên xe lái nó rời khỏi đây, và cũng không quên đi đón Frank đang đánh lạc hướng chúng. Nhưng khi họ vừa nhìn thấy nhau mà chưa kịp lên xe, Frank đã bị chúng bắn cho nhiều mũi tên hẹo luôn tại chỗ. Sau đó thì chúng chuyển mục tiêu sang họ. Hết cách, 3 người còn lại chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy, nhưng vừa được một đoạn thì họ đã bị cây đổ chắn đường và cả chiếc xe cũng đã bị thụt, nên họ chỉ còn cách chạy bộ. Họ không dám dừng chân sợ lũ người kia sẽ đuổi kịp. Quả thật khu rừng này vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa Paul đã dính phải cái bẫy của chúng. Còn bọn chúng thì vẫn không ngừng lần theo dấu vết của 3 người, vì mệt quá mà Paul đã nằm xuống nghỉ ngơi. Nhờ thế mà anh đã
đã phát hiện gần đó có một tháp canh gác ở trên cao. Trời cũng sắp tối, cần một nơi để ẩn nấp nên ba người đã trèo lên trên tháp canh gác đó. Ở đây họ đã tìm được vài thứ có hữu ích. Thứ quan trọng nhất lúc này chính là thiết bị liên lạc gọi cứu hộ khẩn cấp, nhưng đã một thời gian dài không ai sử dụng nên nó đã có dấu hiệu bị hỏng. Mặc dù nó còn hoạt động nhưng tín hiệu quá kém. Đợi đến tối mà họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Lúc này đám người kia cũng đã đuổi đến đây. Ban đầu chúng không phát hiện ra họ, nhưng đúng lúc đó thiết bị liên lạc có tín hiệu nên nó đã kêu lên. Điều đó đã làm cho lũ người kia phát hiện ra ba người. Họ nhanh trí dùng đồ chặn lối lên của tháp canh gác, quả nhiên cách đó đã cản được chúng. Cứ tưởng như vậy là họ đã an toàn ở đây, ai ngờ một lúc sau chúng đã trực tiếp dùng lửa đốt tháp canh với ý định thiêu chết luôn ba người họ. Paul quan sát xung quanh thấy những tán cây giống như một chiếc đệm, đó là lối thoát duy nhất ở trong tình cảnh này. Anh đã xung phong mình sẽ là người đầu tiên nhảy lên tán cây, và rồi anh cũng đã thành công đúng như tính toán. Tiếp theo đó là đến lượt của Lisa và cuối cùng là đến lượt của Hannah. Cả ba đã thành công nhảy xuống những tán cây, nhưng rất nhanh chúng cũng đã phát hiện ra chỗ ba người đang ở, liền trèo lên quyết khô máu với họ. Paul đã phải di chuyển trên những cành cây để đi sang cây khác. Tiếp theo đó là Hannah cũng đi theo, còn Lisa không dám vì cành cây quá nhỏ. Để rồi cô đã bị một tên trong số chúng đuổi kịp rồi chặt đôi cơ thể cô ra. Vậy là giờ chỉ còn lại Paul cùng với Hannah, hai người liên tục di chuyển trên những cành cây để chạy khỏi chúng. Lúc này Paul đã nghĩ ra cách để hạ mấy tên kia, anh đã kéo cong cành cây để làm một cái bẫy. Sau đó Hannah đã đi ra để dụ bọn chúng. Quả nhiên ngay sau đó đã có một tên đến chỗ cô. Paul chớp thời cơ thả cành cây ra, thành công tiêu diệt được hắn. Sau đó hai người đã bỏ chạy đến một thác nước, rồi náu ở đằng sau những lớp nước dày đặc. Điều đó làm bọn chúng không thể tìm được hai người, nên họ đã trụ được đến sáng ngày hôm sau. Sau khi tiếp tục di chuyển thì họ cũng đã đến đường lớn, nhưng đúng lúc đó thì đám người kia cũng đã đuổi đến. Chúng đã đánh ngã Paul, sau đó thì bắt Hannah đi. May mà lúc này đã có một xe cảnh sát đi ngang qua. Paul nhanh chân chạy xuống cầu cứu, nhưng cảnh sát vừa xuống xe thì đã bị chúng cho ăn một mũi tên hẹo luôn. Còn Paul thì vội vàng trốn xuống dưới gầm xe. Tên man rợ kia đã xuống cho xác của ông cảnh sát vào xe rồi lái về, mà không hề biết Paul đã bám vào gầm xe để đi theo hắn. Còn lúc này Hannah đã bị đưa về căn nhà của chúng. Cô cố gắng cầu xin nhưng chúng không chịu buông tha. Tên còn lại đã đưa xác của anh cảnh sát về đến đó. Nhân cơ hội hai tên bọn chúng đang hành hạ cái xác, Paul đã lái xe đâm thẳng vào nhà của chúng. Sau đó thì đâm cho tên to nhất một dao, rồi vội vàng đi cởi trói cho Hannah. Nhưng rất nhanh tên còn lại đã lao đến điên cuồng tấn công anh. Trong lúc anh gặp nguy hiểm, Hannah ở phía đằng sau đã bắn cho hắn một mũi tên hẹo luôn. Nhưng tên hồi nãy ăn một dao của Paul lúc này đã tỉnh lại. Vẫn là Hannah âm thầm tấn công hắn từ đằng sau, rồi Paul lại dùng xích gai khống chế hắn. Hannah bồi cho thêm một dìu cho hắn chết hẳn. Vậy là toàn bộ ba tên bọn chúng đã bị hai người tiêu diệt. Sau khi châm lửa đốt nhà của chúng, hai người đã lái xe rời khỏi đó. Việc đầu tiên sau khi anh thoát được là quay trở về trạm dừng chân kia, xé đi tấm bản đồ đã chỉ đường cho anh, để những người sau không bị rơi vào tình cảnh như anh nữa. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye.